Mourinho tức giận bỏ họp báo vì cho rằng Roma bị trọng tài sự ép khiến mất top 4 Europa League. AF Roma đã không còn hy vọng lọt vào top 4 Serie A mùa giải này sau khi họ để thua ngược Fiorentina 1-2. Đội bóng thủ đô nước Ý đã dẫn một bàn từ phút 11 nhờ công của Stefan Ensarawi, nhưng từ phút 85 đến 88 Luka Jovic và Nani Icon đã ghi liền hai bàn để ngược dòng cho Fiorentina. Mourinho cho rằng cầu thủ của Roma đã bị phía Fiorentina phạm lỗi trong tình huống dẫn tới bàn gỡ hòa của Luka Jovic, nhưng thay vào đó ông bị rút thẻ vàng. Kết quả này có nghĩa Roma đã kém AC Milan 4 điểm ở vị trí thứ tư mặc dù Milan còn chưa đá vòng này và vì mùa giải chỉ còn một vòng nữa là hết nên Roma đã không còn hy vọng vào top 4. Cách duy nhất để họ giữ Champions League mùa sau là đánh bại Sevilla trong trận chung kết Europa League diễn ra vào đêm thứ tư tới 2 giờ ngày 1 tháng 6 giờ Việt Nam. Jose Mourinho cho rằng các quyết định của trọng tài đã khiến Roma bị hại trong trận đấu này. Ở cuối trận huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đã bị trọng tài Giovanni Airoli rút thẻ vàng cảnh cáo sau khi tranh cãi kịch liệt với tổ trọng tài trước bàn thắng của Jovic gỡ hòa 1-1. Ronaldo Mandragora trong lúc đón một quả tạt từ cánh phải của Fiorentina đã xô ngã một cầu thủ Roma trong pha nhảy lên trước khi đánh đầu sang ngang cho Jovic đến cận thành. Với tấm thẻ vàng này, Mourinho trận sau sẽ không chỉ đạo khi Roma kết thúc mùa bóng với trận gặp Spezia, nhưng mọi tâm trí của Mourinho và các trợ lý lúc này đã hướng về Europa League. Ông và tất cả các cộng sự không ai giữ các buổi họp báo hay phỏng vấn sau trận và vội vã rời sân để ra về. Mọi sự chuẩn bị cho trận chung kết gặp Sevilla sắp tới với họ quan trọng hơn là án phạt Serie A có thể đưa ra cho hành vi đó. Mặc dù quyết định của trọng tài trong pha bóng đó gây tranh cãi, nhưng báo chí Italia cho rằng Roma đã tự hủy ở hiệp 2 khi Mourinho đưa ra một số sự thay đổi người sai lầm, trong đó có rút tiền vệ Brian Cristante. Đây là trận đầu tiên dưới thời Mourinho sau khi đã dẫn trước Roma lại để thua. Trước đó họ sở hữu thành tích 20 thắng 2 hòa khi ghi bàn dẫn trước.